Hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cái máy cưa xích Tanaka Start, hàng đời mới, hàng hệ 4 số nha mọi người. Rất là nhỏ gọn, đầy đủ 5 xích, chỉ khoảng cỡ 3 kg, 2,8 kg, 3 kg thôi nha mọi người. Máy thì đẹp xuất sắc, 90-95%. Sau đây em sẽ quay chi tiết cho tất cả các quý khách hàng tham khảo về dòng máy này. Đây là bên má hộp giật Tanaka Start. Kiểu thiết kế nó thì cực kỳ là gọn gàng, nó tóm gọn lại trong nói chung là tóm gọn rất là nhiều để cho nó nhỏ gọn lại, rất là nhỏ gọn để cho mọi người dễ sử dụng, dễ cầm. Đó, mọi người thấy không? Một tay cũng có thể nhấc lên được này. Đó, một ngón tay rất là nhẹ, nặng 2,8 kg thì rất là vừa tầm cho những anh em nào mà đi leo trèo, cắt tỉa cành nhóng nhánh. Chú nào có tuổi mình nên sử dụng dòng này. Đây là đời hệ 4 số nên có đầy rất là nhiều chức năng, gồm có bộ giật, có sử dụng trợ lực, nó núm bơm xăng phụ cũng có, chốt cần e thì chốt tự động nha mọi người. Đó, thì giờ em sẽ bên má hộp giật đây. Đây là cái phần công tắc. Đó, đây là bình chứa nguyên liệu này. Bên trên là xăng pha nhớt, bên dưới là nhớt thải để nuôi lam xích nha. Đây là mặt đằng trước, còn khá là mới luôn ha. Lam này được sử dụng lam 25, xích là xích chuột nha mọi người. Đó, lam xích là đẹp như mới luôn. Mọi người thấy đó ha. Đây, ốp lam được sử dụng ốp lam một chân ốc vặn trực tiếp bằng khóa 10 và tăng xích trực tiếp tại ốp lam luôn. Đây, Tanaka TCS 2008S. Máy đẹp VIP xuất sắc nha mọi người. Đó, đẹp không tì vết. Là phải gọi lâu lâu có được một cây rất là đẹp như thế này. Anh em nào mua về sưu tầm thì rất là ok. Hàng khá là mới. Đây, từng các bô hay là từng con ốc này nọ vẫn còn vàng ươm này. Đó, và đây là ốc đen thì đen nhánh luôn này. Đó, rất là đẹp nha mọi người. Giờ em sẽ khởi động máy lên cho tất cả các quý khách hàng tham khảo nhé. Thì cái này công tắc ở đây, để lên là xài, để xuống là tắt. Và đây bên trên này nó sẽ có một cái núm bơm xăng, mọi người bơm đầy cái núm bơm xăng phù hợp lên. Đó, và đây là cái chốt cần e, mọi người kéo nó ra, giật nó ho một tiếng, mọi người bóp ga sẽ tự vô là xài bình thường nhé. Rồi sẽ khởi động. Rất là hay nha. Giật rất là nhẹ nha mọi người. Giá của em này là 2.200.000 đồng nha mọi người. Quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901. Số điện thoại có sử dụng Zalo, bên em có ship toàn quốc nha. Phương thức thanh toán thì quý khách hàng chốt cọc trước 2-300.000 tùy theo khu vực xa hay gần nhé. Khi nhận máy, thanh toán số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng.